Trước khi mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Chu Mộng Long Nổ nửa đi cho vui tay đăng trên tờ báo Tiếng Dân Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về việc Việt Nam ngừng thử nghiệm vaccine COVID-19 tự chế vì thiếu tình nguyện viên. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin, vaccine Covivac, một trong những loại vaccine COVID-19 do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, vừa được tạm dừng thử nghiệm giai đoạn 3 vì không tìm được đủ số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ nhóm nghiên cứu vaccine Covivac cho biết vào hôm 30 tháng 11 vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và phát triển từ tháng 5 năm 2020. Sau khi được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt, Covivac được thử nghiệm trên người từ cuối tháng Giêng với giai đoạn 1 trên 120 tình nguyện viên, giai đoạn 2 bắt đầu từ giữa tháng 6 với 375 tình nguyện viên. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm nay với yêu cầu phải có khoảng 4.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, tờ VN Express, dẫn lời đại diện của nhóm nghiên cứu cho biết hôm 30 tháng 11 rằng hiện nay rất khó tìm được địa phương có vài ngàn người chưa tiêm vaccine COVID-19 và đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm lâm sàng. Vì vậy, nhóm phải tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 để tìm phương án khác. Vaccine Covivac được bào chế theo công nghệ truyền thống sử dụng virus bất hoạt để kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể người. Vào đầu tháng 8, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia của Việt Nam đánh giá Covivac an toàn và sinh miễn dịch nên chấp thuận cho chuyển sang nghiên cứu giai đoạn 2. Ngoài Covivac, Việt Nam còn 4 công ty đang thử nghiệm và chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19. Trong đó, ứng cử viên sáng giá nhất của Việt Nam là vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu. Vào thời điểm Việt Nam rơi vào đợt bùng phát COVID-19 thứ tư hồi đầu năm nay, Việt Nam cho biết Nanocovax dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và đưa vào sử dụng vào năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, Nanocovax vẫn đang được nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3. Ngoài các vaccine tự bào chế, hiện Việt Nam cũng đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine COVID-19 từ các nước. Trong đó có vaccine ACT-154 do tập đoàn Vingroup tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Mỹ. Vaccine của công ty Shionogi của Nhật Bản đang được thử nghiệm. Vaccine Sputnik V của Nga do Vabiotech tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất với quy mô khoảng 5 triệu liều một tháng. Và thưa quý vị, bác Chu Mộng Long trên báo Tiếng Dân đã bình luận về sự việc này như sau ngay từ đầu khi dịch tấn công vũ hán và âu mỹ báo chí và dư luận viên đã nổ hơn bom nguyên tử rằng việt nam là cường quốc sản xuất và xuất khẩu vaccine không biết thế giới có mong chờ không chứ người việt thì chờ mỏi cổ chờ mãi rồi phải đi xin vaccine của anh và mỹ cùng đường nhập luôn cả vaccine tàu với bảng hợp đồng chết ai nấy chịu Vài ba hôm nay, nghe Tổ chức Y tế Thế giới khu công bố biến thể mới Omicron, các dư luận viên lại tiếp tục nổ to hơn bom nhiệt hạch rằng Việt Nam đang phát triển vaccine chống biến thể Omicron và so với các hãng vaccine nước ngoài, Việt Nam đang ở lợi thế khủng. Tin đi, không phải chỉ không đi xin vaccine nữa mà còn sắp giàu to nhờ xuất khẩu vaccine. Xem chừng nhờ xuất khẩu vaccine mà ngân sách tăng lên bằng tổng tiền và ngân hàng thế giới cộng lại Đột nhiên, chiều nay lại nghe báo loan tin rằng nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Covivac quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 do khó khăn trong tìm tuyển tình nguyện viên đủ điều kiện. Vậy là kết thúc một quy trình nghiên cứu. Không chừng lịch sử sau này sẽ ghi rằng rằng bom vaccine nổ to hơn bom nguyên tử hay nhiệt hạch. Kết quả là không chết virus mà chết hơn 23.000 người Việt khổ thân anh vina vaccine đất nước có hơn 90 triệu dân trong đó có gần 5 triệu đảng viên và gần 10 triệu đoàn viên thanh niên mà không tìm ra được 4.000 tình nguyện viên để thử vaccine đã tiên phong mọi mặt mà sao không tiên phong thử vaccine luôn đi hay là do tiên phong tiêm vaccine anh mỹ rồi nên không thèm thử vaccine mang nhãn hiệu vina tôi nghe có trên 10.000 chiến sĩ chuyên nổ bom mà sao không huy động ra thử vaccine vina để cứu dân cứu nước nhỉ sợ bị rủi ro thì không có ai tác chiến không gian mạng nữa hay sao à? Mà thôi, biện bạch hay khóc lóc làm gì? Đã có biến thể mới thì thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine cũ nữa để mà làm gì? Để dự phòng chữa cúm gà Nghe nói nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Covivac đã đệ đơn xin chuyển quỹ vaccine sang dự án nghiên cứu. Nếu đã có rồi thì cho dư luận viên và báo chí cứ nổ bom tiếp đi, nghe cũng vui tai. Mà cũng lạ, Cả thế giới với bao nhiêu cường quốc cũng chỉ có dăm ba nước sản xuất được vaccine. Có thấy quốc gia nào sĩ đến mức phải nổ đâu nào? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.